Đây sẽ là kết cục cho những thằng đàn ông phản bội chúng ta. Chào mừng các bạn đã đến với lớp học đánh ghen của tôi, Mỹ Linh, chuyên gia đánh ghen. Yeah, cô giáo đỉnh quá. Nào, đầu tiên là trà. Cô giáo nhất định phải dạy em cách trả thù nào tàn độc nhất, thố nhất để em trả thù thằng yêu khốn nạn của em. Anh yêu của em đâu rồi? Ngoan sinh yêu của em đâu rồi? Không có ở nhà. Mình vừa được hủy lịch công tác, đang định qua nhà anh ấy để tạo bất ngờ. Thế mà... Đây không phải váy của mình. Tất cả này cũng không phải của mình mà. Đây cũng không phải đồ dưỡng da của mình. Lý do duy nhất mà có đồ dùng của phụ nữ khác xuất hiện trong phòng này chỉ có thể là... Một ba con sói này đang rùng rợn. Thấy mình đi công tác dài ngày nên anh ta dẫn nhân tình về đây ở ư? Nghe mày đi, anh nghe mày ngay cho tôi. Phải này anh chết chắc với tôi rồi. Khoan, dừng lại vài giây. Chị nhớ là những lần trước, chị đã nói với các em là khi các em đang ở trong một mối quan hệ yêu đương mà gặp phải biến cố gì đấy, thì các em phải luôn bình tĩnh và giữ cho mình một cái đầu lạnh để phán đoán tình hình, không được sồn sồn lên cơ mà. Vâng, cũng may là mấy hôm trước em học được bài học của chị, nên lúc ấy em đã dồn nén tất cả những cái cơn máu điên của mình lại. Không được gọi ngay cho anh ta. Nào, bình tĩnh nào. Bình tĩnh đi. Nhớ lại lời cô giáo dặn. Hít thở thật sâu. Anh nên cảm ơn cô giáo của tôi đi. Nếu không nhờ cô dạy thì chắc chắn giờ này tôi đang trên đường vác lao đi tìm anh rồi đó. Alo, Honey à? À, vừa lúc nãy em gọi cho anh là để thông báo với anh là em vừa hạ cánh máy bay rồi. Vâng, thế anh đang ở đâu đấy? Anh đang ở nhà á? Thế anh gọi FaceTime cho em nghe đi, em nhớ anh yêu lắm. Sao? Anh yêu tắt điện rồi á? Anh lười bật đúng không? Được thôi, anh yêu ngủ đi nhá. Em bắt taxi về đây. Bà áp dụng kiến thức của chị Linh dạy tốt thật đấy. Trong cái trường hợp đấy mà bình tĩnh được. Chuyện học trò của cô giáo Mỹ Linh mà đấy, làm sao có thể để cô giáo mất mặt được. Em làm tốt lắm. Như chị đã từng chia sẻ với các em rồi, nếu như không bắt được tại trận mà chỉ có bằng chứng hay là những hiện trường còn lại thì các em phải thật bình tĩnh xử lý. Vì nếu như bằng chứng không đủ mạnh thì anh ta có thể chối bay chối biến. Trong cái trường hợp của Trà ấy thì từ chối như nào được hả chị? Bởi vì á, em thấy bằng chứng rõ ràng như thế mà. Anh ta có thể nói bộ quần áo đó là của đứa em họ ở quê mới lên mà Trà chưa gặp bao giờ. Còn ba con sói thì có thể nói là đang rùng rợn với Trà nhưng lại sắp hết hạn nên anh ta định vứt đi thôi. Nhưng mà cái chuyện nói dối là đang ở nhà thì sao hả chị? Thì anh ta có thể bảo rằng anh ta nói dối Trà là vì anh ta đang đi ra ngoài để làm một điều tạo bất ngờ cho Trà. Đúng là đẳng cấp của cô giáo, kiểu gì cô cũng vặn lại được. Vì những người ngoại tình
thường đầu óc nảy số rất nhanh. Họ có thể nghĩ ra trăm phương ngàn kế để che giấu sự ngoại tình của mình. Còn em thì sao ra? Em thì... em yêu cái anh này một năm rồi chị ạ. Em tính là yêu đương nghiêm túc nên là đang chuẩn bị kết hôn đấy chị. Ta-da! Bất ngờ chưa? Uầy, thiệp hồng trao tay đi ngay tạ thóc rồi. Thì tao với cả chồng sắp cưới của tao ấy, dự đám cưới cũng mấy tháng nay rồi mà chưa mời ai đâu đấy. Thì bao giờ cưới? Thì 2 tháng nữa. Nhưng mà ấy, tao vì thân chúng mày nên là tao mời chúng mày trước ấy. Đến hôm đấy nhớ phải đến đấy nhá, không tao giận đấy. Thôi đợi tao tí nhá, bây giờ tao ra quán luôn đây. Tao ngồi ở đây đợi đấy nhá. Ok, đến luôn nhá. Bye. Tình cờ thế nhở, lại gặp chồng yêu ở đây. Đã thế phải chia một phát bất ngờ cho anh ấy giật mình mới được. Alo. Anh đến rồi, em đến chưa? Anh đang đợi em này. Anh là cái người mà cô Quỳnh cô ấy giới thiệu để đi xem mặt đấy. Cái gì? Sao lại xem mặt? Thế là em không lưu số anh à? Anh lưu số em từ mấy hôm trước cơ. Lưu từ lâu rồi. Rồi, cứ từ từ đến nhá. Anh đợi được mà. Anh ngồi đây anh đợi. Cái gì? Chồng sắp cưới của bà lại đi xem mắt người khác á? Đúng rồi đấy. Em cứ nghĩ cái chuyện đó chỉ có ở trên phim thôi, không ngờ em cũng gặp phải. Cái hôm đấy á, em bực mình lắm. Em tính là nhảy ra, em hỏi thẳng ông ấy rồi. Nhưng mà em nghe theo lời chị Linh, em cố kiềm chế lại. Tại vì em cũng chưa biết mặt đối tượng xem mắt của anh ta là ai. Thế hôm đấy, đối tượng xem mắt của anh ta không đến à? Không phải. Mà em cố ngồi ở đấy để em tận mắt nhìn thấy rồi. Nhưng mà con bạn của em ý, nó hẹn em đến để em đưa thiệp mời. Nhưng mà xong rồi là nó đi dọc đường, nó gặp tai nạn. Mà nó chả gọi được ai khác ngoài em. Thế là em phải rời đi. Cay nhỏ, vụt mất cơ hội bắt quả tang. Cay yên tâm, nếu như các em biết bình tĩnh xử lý thì sẽ không thiếu cơ hội để bắt quả tang đâu. Tại sao ạ? Những kẻ ngoại tình thường sẽ không để lại chỉ một dấu vết đâu. Nếu như các em đã bắt đầu nghi ngờ và để ý rồi thì sẽ tìm thấy rất nhiều dấu vết khác. Các em sẽ thấy rằng bấy lâu nay mình đã quá cả tin và đã bỏ qua những dấu hiệu ấy. Đúng rồi đấy ạ. Cái thằng chồng sắp cưới của em ý, nó cứ bảo em nhắn tin vào cái phần bí mật ở trên mét ý. Nó bảo là sợ bị hack nên là nhắn tin ở đấy cho yên tâm. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bán cách đánh ghen cho từng người nhá. Chà, người yêu em có chia sẻ mật khẩu điện thoại với em không? Có chứ. Tính em hay ghen nên bắt nó phải đưa cho em cái mật khẩu. Thế nhưng mà em kiểm tra điện thoại chả có gì nghi ngờ. Em xem ở tin nhắn bình thường thì không thấy là đúng rồi. Em phải kiểm tra ở các mục tin nhắn quảng cáo, email spam hoặc là những cái tin nhắn ở trong các sàn thương mại điện tử ấy. Hoặc là ở phần tin nhắn bí mật để xem anh ta có dấu hiệu gì không. Chuẩn đấy. Cái phần tin nhắn bí mật là quan trọng đấy. Xong rồi thì bước tiếp theo mình phải làm gì hả chị? Thì em cứ nhắn tin hẹn nhân tình của anh ta đến. Rồi hôm đó chị sẽ đi đánh ghen cùng với em. Và chúng ta cùng xông vào, rồi em live stream để cho cả thiên hạ biết được bộ mặt thật của anh ta, cho anh ta xấu hổ đi. Còn Giang, em cứ bảo anh ta chuẩn bị đám cưới như bình thường, nhưng em phải dặn người nhà em là không được đặt cỗ và không được mời ai cả. Và sau đó thì em cứ thúc giục anh ta chuẩn bị của cải cho đám cưới. Kiểu như là... em bảo anh ta mua nhẫn cho em, mua vàng cho em và mua nhà đứng tên 2 đứa. Nghe nói anh ta cũng khá giả mà, đúng không? Đúng không, anh ta làm giám đốc chị ạ. Vậy thì càng phải đánh vào kinh tế. Ai bị đánh vào kinh tế mà chả đau, nhất là người làm kinh doanh. Khi anh ta bị vạch trần rồi thì anh ta sẽ vừa mất em, mất thể diện, lại còn mất cả tiền nữa.
Sao rồi? Đúng như chị chỉ, em đã phát hiện ra cuộc trò chuyện bí mật của hắn với bồ đấy. Hôm nay hắn còn hẹn bồ đến nhà chơi cơ. Nhưng mà em có chắc chắn là cô ta không? Em chắc chắn chứ, em dình ở dưới hầm mà. Rõ ràng là em nhìn thấy người yêu của em lôi một con bé đến. Thế đã chuẩn bị hết chưa? Em chuẩn bị đầy đủ rồi. Sạc pin điện thoại để live stream rồi. Em còn cẩn thận đến mức bảo với nó ấy là em về quê để ăn dỗ cơ. Vậy thì xong mà thôi. Mày biết mật khẩu nhà anh ta đúng không? Thôi anh, mình còn chưa cưới đâu anh. À, tôi bắt được đôi ra phụ ra phụ. Thế à? Dạ? Sao mày lại ở đây? Sao mày lại ở đây? Mày có quen anh Lâm à? Đây là chồng sắp cưới của tao mà. Đây là người yêu tao. Thế hóa ra tao với mày chung một trại à? Không chỉ có hai em đâu, mà chị cũng chung trạng với các em đấy. Cái gì cơ? Giang à, tao bị tai nạn rồi, mày đến giúp tao với. Nhanh nha, à đau quá. Chào anh, anh có phải là anh Lâm không ạ? À, anh đây. Em là Linh à? Em ngồi đi. Nhìn Linh trông xinh hơn trên ảnh nhiều đấy nhở? Anh nghe Quỳnh nói là em là làm giáo viên đúng không? Thế là em dạy trường gì? À không ạ, em chỉ mở lớp dạy riêng tại nhà thôi. Em dạy chuyên về môn tâm lý tình yêu. Ồ, hay quá này. Thế thì chắc phải am hiểu về tình yêu lắm đấy nhở? Thử thật với Linh, anh cũng đã trải qua tình trường nhiều rồi. Đối với anh, tình yêu nó vĩ mô lắm. Nên là ngay bây giờ, anh cần phải có một người con gái am hiểu chính mình, có thể đồng cảm với anh, đồng hành với anh trong suốt quãng đời còn lại. Thế còn Linh, tiêu chí của Linh là gì? Tiêu chí của em thì đơn giản lắm. Chỉ cần tốt bụng, hiền lành và chính trực thôi là đủ ạ. Tình cờ và bất ngờ làm sao đấy, đấy toàn là những cái thứ mà anh có đấy. Ôi giời, trùng hợp ghê. Thế thì hay quá. Mình đã hiểu rõ nhau như thế rồi thì có thể tiến tới được chứ nhở? Cái này thì chắc là phải tìm hiểu một thời gian thì mới biết được anh ạ. Thì ý anh là thế đấy. Chứ một buổi thì làm sao mà biết được nhau như thế nào đúng không? Em cũng có nghe cô Quỳnh nói với anh. Nghe nói là anh làm giám đốc, cũng hay tổ chức mấy hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội cho nhân viên. Vì thế nên em mới chấp nhận gặp mặt đấy. Chứ bình thường em cũng ít đi xem mắt lắm. Ui giời, cái cô Quỳnh này nói toàn những điều anh có. Nhưng đấy chỉ là một phần nhỏ thôi. Thế thôi. Bây giờ anh vào anh gọi nước. Rồi có gì uống nước xong thì tối mình đi ăn với nhau để tìm hiểu nhau thêm nhá. Thì Linh uống gì nhỉ? Em uống trà liệu đỏ ạ. Liệu đỏ à? Đỏ như môi Linh vậy. Không thể ngờ là anh Lâm cũng là đối tượng xem mắt của cô giáo. Cái bùng binh tình ái này, ôi sao cái thế giới này lại nhỏ bé như thế. Ôi em sợ quá. Các em nghe nói đã, anh có biết là ba bọn em quen nhau đâu. Hóa ra là châm ngôn tình yêu của anh là yêu một lúc nhiều người cũng được, miễn là họ không biết nhau. Tình cố này, chính là tôi có định cưới anh đấy. Thật không để ngờ, một chuyên gia đánh ghen như tôi lại gặp phải tình huống trớ trêu rồi đấy. Châm ngôn sống của anh ấy, đó là chỉ một vợ một chồng. Cho nên là trước khi tiến tới hôn nhân, anh phải lựa chọn cho nó kỹ càng, cho nó đầy đủ được thì anh mới tiến tới hôn nhân được. Trái tim của anh đúng là trái tim big size đấy. Này này, bọn em tính làm gì đấy? Hiểu rồi. Đây, ai có cần
Các em thả nhá, có gì từ từ nói. Chuyện chó là như thế này. Chúng tôi không thể từ từ được. Ai sống tệ với chúng tôi bị xử luôn. Vác anh lên tận đây, vất vả lắm. Chúng tôi phải làm gì cho nó bỏ công chứ. Em thả em làm gì đấy? Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với series Linh kể chuyện. Hôm nay sẽ là ngày thứ 2. Mọi người đoán xem, sau khi bắt được gã Sở Khanh bắt cá ba tay, chị em chúng tôi sẽ làm gì? Mọi người cùng đón chờ nhá. Em ơi, không anh như thế không biết giấu mặt đi đâu. Em ơi, em thôi mọi người nhận ra đấy. Cái thể loại Sở Khanh bắt cá ba tay như anh thì làm gì có liêm sỉ mà sợ chứ. Này, em làm cái gì đấy? Anh nghĩ bọn tôi sẽ làm gì? Này, bọn em đánh anh cũng được. Bọn em làm gì anh được? Đừng triệt làm được đàn ông của anh. Tôi chỉ định áp dụng giáo án đánh ghen của tôi đã biên soạn bao nhiêu năm qua lên anh thôi mà. Để tôi và hai học trò của tôi cho anh trải nghiệm lớp học đánh ghen của Mỹ Linh là như thế nào nhé. Dạ, ba Bích đi trước.